gia đình, nhất do phải ba có mẹ một cái tình cảm nào đó đồng ý, hay là bạn lo học hành quá, hay bạn lo sự nghiệp quá này cái nọ mà bạn bạn chưa có bạn gái, đúng không? Dạ đúng mà. Lý do nào là lý do chính đáng nhất mà sâu xa nhất? Có thể mình em là quan trọng nhất là sự nghiệp trước là. Anh hỏi nè, có khi nào em chợt thấy thích một cô gái nào đó chưa? Chợt thích nhưng mà cũng chợt quên, tại mình không có tiếp xúc nhiều. Kỳ vậy ta. Tưởng tượng em coi phim cái em thích cô này, em thích cô kia, em nói mai mốt bạn gái của em phải giống vậy đó. Minh Hằng. Minh Hằng. À, tức là em thích cái mẫu người bạn gái của em là ở cái diện mạo bên ngoài là giống Minh Hằng, đúng không? Nhưng mà còn về cái tính cách thì sao? Tính cách thì hiền lành, có lễ phép một chút. Thì chị hỏi nè, ví dụ bạn nữ bên đây nè, bạn đã có một đời chồng thì em có ngại vấn đề đó không? Không chị. Ba mẹ sao? Ba mẹ à? Ba mẹ thì em cũng dễ lắm. Cầm mắt đàn gái coi. Chứ đàn trai thật sự là tôi rất là bất ngờ đó. 32 tuổi luôn đó. Cũng cao ráo ha. Tướng cũng rất là man luôn. Mà không hiểu sao lại chưa có một mối tình vắt vai nào cả. Người ta mê Minh Hằng đó ông ơi, chứ không phải mê Quyền Linh đâu. Chào con gái. Dạ, em chào. Dễ thương. À, đàn trai thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Ha. Đàn trai chịu đó. Em muốn một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Dạ, mẫu người đàn ông của em là cao 1m65 trở lên là được rồi ạ. Nhanh nhẹn, hoạt bát. Được bao nhiêu phần trăm em trai? Em nghĩ là 80. 80. 80 được rồi. À, để mình hỏi ý kiến người thân đó nha. Em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ và cô chú ạ, với lại bạn ạ. Chào MC Hoàng Linh với lại cô Hồng Vân. Dạ. Bác cũng mong hai đứa có cơ hội đến với nhau. Bác cũng đồng ý. Con rể được. Tương lai của bác được không? Được. Có hợp với con gái của mình không? Được. Được luôn hả? Đào kia đã có em gái. Mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Dạ. Bắt đầu. Dạ, em tên là Trần Thành Nhân, năm nay 32 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, Nhân làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh? Em là giám sát kỹ thuật cho công ty cổ phần Eurowindow. Mình giới thiệu về mình đi em ơi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Vũ Thường, năm nay em 33 tuổi ạ. Em đến từ thành phố biển Cam Ranh, Khánh Hòa, và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm thu ngân kế toán tại nhà hàng Phương Cư quận Nhất ạ. À, bây giờ thì em hãy giới thiệu một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm của em thì ít nói. Một số tật xấu em là em có hút thuốc. Em có nhiều ưu điểm gì nổi bật không? Ưu điểm của em là hiền lành nè. Em thích ca hát. Như đó cũng đủ rồi, hiền lành nè, ít nói nè, thích ca hát là cũng dễ thương rồi ha. Mà hồi nãy bạn nói bạn có hút thuốc mà mình nghe không rõ là bạn hút một ngày khoảng bao nhiêu gói ạ? Mình hút ít à bạn ơi. Ít là bao nhiêu bạn? Ngày có 1-2 điếc thôi à. À dạ. Một sáng như buổi trưa thôi. Mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ hoạt bát. Điểm yếu của em là khó tính với lại hơi thẳng tính một chút xíu ạ. Bực bội là nói liền đó chứ không có để bụng đúng không? Dạ. Em có những cái tài lẻ nào không? Em rảnh là em thích thêu ạ. Dạ. Em thêu tranh ạ. Ok. Rồi em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi ạ. Em lấy chồng năm em 21 tuổi ạ. À. Dạ. Tụi em ở với nhau được 1 năm em chia tay rồi ạ. Em có con chưa? Dạ chưa ạ. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là em mới quen năm 2018 ạ. Và cũng được 1 năm và chia tay rồi ạ. Lý do? Bất đồng quan điểm nhiều, không hợp với nhau về sở thích với lại quan điểm sống ạ. Rồi. Bạn trai ơi. Dạ chị. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ từ nhỏ lớn thì em chưa có mối tình nào ạ. Chưa có luôn hả? Dạ đúng ạ. Thiệt luôn á. Lý do sao vậy em? Lý do là tại vì cái nghề nghiệp lại với lại cái quá trình học hành, học tập của em á thì có ít bạn nữ lắm. Ra làm thì ở ngoài công trường nhiều. Thì Hồng Vân chỉ ngạc chào nhiên. Chào em. Dạ, 32 chị. Tuổi mà chưa có mối tình nào chưa hết. Chưa có mối tình là luôn á hả? Dạ đúng ạ. Giữ gìn tới mức đó luôn á hả? em có thích con gái không? Em cũng thích con gái luôn. Dạ thích chứ. Có thể chứng minh được mọi người là để cho thấy là em thích con gái. Thì thích con gái thì mình thích thôi anh. Phải có một lý do nào đó mà bạn giờ này bạn mới chưa có. Đúng rồi, 32 tuổi. Có thể là do gia đình, do ba mẹ. Tình cảm nào đó đồng ý, hay là bạn lo học hành quá, hay bạn lo sự nghiệp quá này cái nọ mà bạn
Bạn chưa có bạn gái đúng không? Dạ đúng ạ. Lý do nào là lý do chính đáng nhất mà sâu xa nhất? Có thể mình em là quan trọng nhất là sự nghiệp trước ạ. Anh hỏi nè, có khi nào em chợt thấy thích một cô gái nào đó chưa? Chợt hết nhưng mà cũng chợt quên à. Tại mình không có tiếp xúc nhiều á. Kỳ vậy ta. Tưởng tượng em coi phim cái em thích cô này, em thích cô kia, em nói ỉ mấy mốt bạn gái của em phải giống vậy đó. Minh Hằng. Minh Hằng. À, tức là em thích cái mẫu người bạn gái của em là ở cái diện mạo bên ngoài là giống Minh Hằng đúng không? Nhưng mà còn về cái tính cách thì sao? Tính cách thì hiền lành, có lễ phép một chút. Thì chị hỏi nè, ví dụ bạn nữ bên đây nè, bạn đã có một đời chồng thì em có ngại vấn đề đó không? Không chị. Ba mẹ sao? Ba mẹ thì em cũng dễ lắm. Xem mắt đàn gái coi, chứ đàn trai thật sự là tôi rất là bất ngờ đó. 32 tuổi luôn đó, cũng cao ráo ha, tướng cũng rất là man luôn. Mà không hiểu sao lại chưa có mối tình vắt vai nào cả. Người ta mê Minh Hằng đó ông ơi, chứ không phải mê Quyền Linh đâu. Chào con gái. Dạ, em chào. Thương. À, đàn trai thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Ha, đàn trai chịu đó. Em muốn một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Dạ, mẫu người đàn ông của em là cao 1m65 trở lên là được rồi ạ. Nhanh nhẹn, hoạt bát. Được bao nhiêu phần trăm em trai? Em nghĩ là 80. 80, 80 được rồi. À, để mình hỏi ý kiến người thân đó nha. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và cô chú ạ, với lại bạn ạ. Chào MC Hoàng Linh với lại cô Hồng Vân. Dạ. Bác cũng mong hai đứa có cơ hội đến với nhau. Bác cũng đồng ý. Con rể tương lai của bác được không? Được. Có hợp với con gái của mình không? Được. Được luôn hả? Chú thấy sao chú? Em cũng được ạ. Cũng được luôn hả? Cả nhà đều được hết luôn rồi đó. Vậy là thông qua hết trơn rồi. Thông qua rồi, rồi. Bỏ phiếu rồi. Em trai đi với ai? Nhà em đi với mẹ và chú ạ. Cháu nhân tôi thì nó rất hiền lành. Và đứng trước phụ nữ thì cháu nó không tự tin lắm. Bây giờ là hôm nay nhà tới đây thì cho hai cháu gặp mặt và hai cháu tự quyết định. Mẹ có ý kiến gì không mẹ? Gì, nói về câu đi. Mẹ nói một câu đi mẹ. À, gặp nhau rồi thì cũng biết nhau, mặt nhau. Lần này thì cho cháu hai đứa cũng có cái cơ hội để có thể tiến xa hơn. Dạ. Rồi vậy là ý mẹ cứ để cho các em tự quyết tự chọn nhau đúng không ạ? Dạ. Trời ơi, nhà gì ai cũng hiền hết trơn. Ai cũng hiền chứ, hai bên đều hiền hết á. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp nhau nha. Mở rào. Bắt đầu đó Nhân nha. Bây giờ là chuyện của em đó, chàng trai 32 tuổi chưa có mối tình dắt dai nào hết. Thằng có cho mình nhận. Mình nhận tranh trước ở đây rồi đây. Bên nhà gái đại diện nhận hoa giùm em. Dạ em tặng anh tấm tranh này do tự tay em thêu ạ. Dạ đó bài thơ em tặng anh luôn ạ. Em nhờ anh đọc giùm em bài thơ này luôn ạ. Không có cái vòng để tặng em. Dạ. Em cảm ơn anh. Trời, tôi ganh tị quá, đưa tôi rờ cái coi trời ơi. Đẹp nè, quá. Gia đình nhà trai ông giàu quá đi ông Linh à. Đó là xính lễ sơ sơ thôi. Vài bữa tôi còn khá nữa. Chúc em anh đọc bài thơ của em nha. Dạ. Bài thơ có tựa đề là Hoa cỏ mây. Mây trắng bay đi cùng với gió, lòng như trời biết lúc nguyên sơ. Đắng cay gửi lại bao màu cũ, thơ viết đôi dòng theo gió xa. Khắp nẻo dân đầy hoa cỏ mây, áo em sơ ý cỏ gặm đầy. Lời yêu mong manh như màu khói, ai biết lòng anh có đổi thay. Thơ này làm sao? Thơ này ý nghĩa gì nè? Nói cho bạn nghe thơ này. Dạ. Ai làm? Cái bài thơ này em chọn để tặng anh là cũng mang, cũng mượn cái ý nghĩa lời thơ để hỏi thăm dò ý anh luôn ạ. Thì qua đây anh cũng có bài hát để anh trả lời cho em luôn. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây xếp thành lâu đài, đợi chờ gì, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làng tóc, đợi một ngày không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó sáng trong ánh kinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua tình vẫn không đổi thay. Hay.
Không, giọng nam hay quá. Dạ, có lẽ em quên, xin lỗi chương trình. Dạ. Nhờ người em hát bành hồi hộp quá. Tim người ta loạn nhịp rồi, sấm sét nổ ra rồi, người ta không nhớ nổi lời đâu. Ngồi tâm ngồi sự xuống đi. Đó, các bạn tâm sự với nhau đi. Em hiện tại ở đâu em? Em hiện tại đang ở ngoài Thủ Đức ạ. Thủ Đức hả? Anh ở quận 8. Dạ. À, thường cuối tuần em có rảnh không ạ? À, công việc của em thì em làm việc ở nhà hàng cho nên làm ban đêm. À, làm ban đêm. Không có thời gian là nghỉ ngày nào, nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp ngày nào cũng được, không cần phải cuối tuần ạ. Thì quan điểm tình yêu của anh á thì trước là phải chân thành. Dạ. Chung thủy. Dạ. Mà mình phải có sự thẳng thắn nữa. Cái đúng. Gì mình phải chia sẻ rõ ràng với nhau. Dạ. Em ý em cũng giống ý anh vậy á, chia sẻ để mình hiểu nhau hơn anh. Hẹn hò để mình tìm hiểu nhau thì cái thời gian nào là phù hợp với anh ạ? Anh nghĩ là 6 giờ, 6 giờ mỗi ngày đều được với anh. 6 giờ sáng hay là 6 giờ tối? 6 giờ chiều á. Dạ. 18 giờ. Dạ. Mấy giờ mới vào ca? Hả? Dạ. Tối đó. Dạ em thì 5 giờ em vào ca. Rồi nhưng thôi mà... vậy chuyển 6 giờ sáng đi. Chuyển 6 giờ sáng đi. 5 giờ tôi vô ca rồi, 6 giờ anh hẹn 6 giờ đâu có được đâu. Mấy giờ sáng em mới tan ca? Dạ khoảng 3 giờ thì em đi về ạ. 3 giờ tan ca. Hẹn 3 rưỡi đi. 3 trời. Giờ rưỡi đi lang thang ngoài phố vắng. Còn không thôi vậy nè, mình tới 5 giờ sáng ăn sáng luôn. Mình tới đó mình ngồi ở cái chỗ mình trồng cái sim vừa canh bồ mình luôn. Thực chất mà nói thì đêm nào cũng trực đến 3-4 giờ sáng như thế. Lúc đầu yêu nhau thì được, nhưng sau đó có con, có này kia thì ngày nào cũng 3 giờ đêm như thế. Mà chồng đi làm từ sáng đến 5 giờ chiều mới về. Rồi vợ bắt đầu 5 giờ sau là vào ca rồi. Như vậy thì cái chênh lệch cái múi giờ rất là căng thẳng. Em có thể thay đổi cái công việc cho bà xã tương lai được không? Có thể xin được việc khác á. Ừ. Có thể được. Dạ. Tình cảm của anh đối với em, cái chân thành, cái độ chân thành nó sẽ đạt đến cái mức độ để làm em thay đổi cái công việc này là em đồng ý ạ. Đồng ý liền đó. Chị thấy là chưa gì đã chân thành rồi đó. Chiếc vòng cầu hôn là chị thấy chân thành rồi đó. Dạ. Đúng không? Người ta phải đặt cái niềm tin kinh khủng lắm, người ta mới đem một cái mà nó tượng trưng cho cái sự ràng buộc. Trái tim có rung động gì chưa, hay có một cái cảm nhận gì đó về cô gái này chưa? Hãy nói cho cô ấy biết đi. Dạ, khi mà gặp em Vũ Thường á thì tim muốn rớt ra ngoài. Ừ, tim rớt ra ngoài. Có nét gì của Minh Hằng không? Dạ có chị. Có đúng không? Nhẹ nhàng ha. Đứng lên nắm tay tỏ tình đi. Nói gì cho bạn gái yên tâm mà bấm nút? Thì trước cái này á, chưa có mối tình nào. Dạ. Nhưng mà lên đây thì gặp em á, anh cảm giác mình có một cái gì đó, nó có mối liên kết với nhau á. Thì em cho anh một cơ hội để quen em nhiều hơn, biết em nhiều hơn. Chúng ta để tay vào nút bấm đi. Cô gái sẽ trả lời bằng bấm nút hay không bấm nút. Bên tay trái đó Nhân. Đây, nút đây. Bây giờ cả hai chúng ta hướng về phía trước, nhắm mắt lại. Mình kiểm tra một lần nữa. Quan trọng nhất là Vũ Thường. Thật sự, nếu em cảm giác đây là người đàn ông có thể che chở cho mình, nếu thật sự mình có một chút cảm tình thôi cũng được, đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, chúng ta đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả nha. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Hai đứa nó bấm mà bấm cùng một lúc mới ghê chứ. Trời, chúc mừng ơi. Chúc mừng Nhân nha. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng, chúc mừng. Nắm tay nhau nè, áo xanh cặp nè, vô tình nè, thấy chưa? Tôi rất thích đêm rồi. Tôi rất thích hai nút bấm này. Ừ. Một cô gái Vũ Thường nhẹ nhàng như quay rất thông minh đấy. Một chàng trai đủ bản lĩnh để che chở cho Thường. Và hãy cố gắng lên Nhân nha. Hãy giữ lấy tình yêu của mình. Có gì thông báo tin vui chúng cho tụi anh nha. Rồi bây giờ Nhân có một lời nào với lại gia đình của Thường đi cưng? Dạ thưa hai bác, là con nhìn bé Thường thì con thương bé Thường rồi. Dạ con xin phép bác là hai bác là con được làm quen với bé Thường. Dạ, sau này là chăm sóc bé Thường. Bác cũng mong hai đứa cho nhau cơ hội đến với nhau. Dạ. Rồi đó. Cảm ơn bác. Dạ. Nói gì với đúng rồi, mẹ với chú nói đi. Nói gì với mẹ với chú.
coi như là hôm nay tụi con gặp nhau ở đây cũng có duyên. Nếu được tụi con tìm hiểu và tiến xa hơn nữa thì con chăm sóc anh và chăm sóc bác, xem bác như mẹ của con ạ. Đúng rồi đó, ngọt ngào, đẹp lắm. Em phải trao nụ hôn đầu tiên của em cho cô gái này. Vén tóc nhẹ nhàng lên. Nụ hôn đầu tiên của em đó. Bên tay phải, vén tóc nhẹ nhàng lên. Đúng rồi, nhẹ nhàng, để nguyên. Bên đây một cái nữa, bên đây một cái nữa. Bên má bên đây. Đó, đúng rồi. Ok, ok. Vậy vui vẻ quá đó. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Đây là một món quà tặng riêng cho bạn nữ, bộ son môi Yurika của Nhật Bản với thương hiệu thép Vinakire tặng riêng cho bạn. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây là bó hoa hồng thắm của anh ấy tặng cho bạn. Chiếc đồng hồ tình yêu. Trời ơi, tự tay em làm đó. Hãy giữ những gì chúng ta đã nói ở đây nhé. Chăm sóc cái mối tình này để nó thăng hoa thành một cái hạnh phúc cho suốt cuộc đời còn lại nhé. Chúc hai em hạnh phúc. Em cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị. Chúc hai đứa hạnh phúc. Em cảm ơn chương trình. Từ từ, để bạn gái đi trước. Bữa nào gặp tôi sẽ chỉ cho một bài chăm sóc cô gái nha. Tội nghiệp chàng trai mới yêu lần đầu.